Muay, do you know Muay? Istato. Yeah, Muay. Istato. Yeah. Istato over there. This one? This one. Rồi, chúng ta còn cắt cái nghĩa địa nổi tiếng này khoảng 500m nữa thôi. Đây, Takino Park, Takino Koen. Đó, phía bên trái, bên phải thì công viên khác. Ở đây thì đường núi các bạn cho nên công viên rất là nhiều. Ok, mình kẹo trái một phát. Đó, trái phát đây. Rồi, có gì đây không? Rồi, ở đây. Ê, Sakisapu. Rồi, đi lên nào. Bên trái nè, cái dải đồi bên trái nè, trong đây có một cái tượng Phật to các bạn, nổi tiếng luôn đấy, mọi người check in đấy rất là nhiều. Đi nữa mình vô mình cũng check in một kiểu giống mọi người nha. À, rồi đây rồi, đây rồi, đây rồi, có vẻ như là nơi tới đây rồi thì bắt đầu mình bắt đầu cửa trái nè, các bạn thấy nổi tiếng không đấy, có những cái hoa này nọ các kiểu. Ui trời, cái cổng hoành tráng nè, các bạn thấy bên trái chưa? Trời ơi, mình đi từ từ cho các bạn xem nha. Ở đây nếu mà chỉ nghe nói chỉ mở cửa tới 4 giờ thôi. Các bạn thấy mấy cái tượng bên trái chưa? Đây, đi sát vào nè. Đó. Hello các bạn, hiện tại thì mình đang đứng ở chỗ mấy cái tượng đá này này. Đây là cái gì thì nó rất nổi tiếng là ở Sapporo, chỗ công viên tượng Phật. Đó. Ở đây có rất là nhiều mấy cái ông Phật. Thấy không? Ông này ông gì chứ? To đùng mà. Hình như là chỗ này là không được vào ấy. Đấy, cảm giác là không được vào. Trên một cái cánh đồng trong cái đường đi vào đồi. À, bây giờ mình sẽ đi lên từng cái nha. Giờ mình lên phía trên coi có gì nha. Đây. Sumasen. Kore, kore nan desu ka? Daibutsu? Kap sama, kamisama? Kore. Muay. Muay, do you know Muay? Istato. Yeah, Muay. Istato. Yeah. Istato object. This one? This one, Istato. This is Istato object. Moai. Yeah. Hi, Moai. This is the name is Moai. Moai. And object? Yes. Moai. How many Moai? Moai. Ikutsu. Object. Huh? Ikutsu. I don't know. You don't know, but this one is Moai. Moai. Yeah. Do you know Istato? I have Istato, but I don't know. Ista Island. Insta Island. Insta Island. Have this one said the same? Onaji? Nearly. Yeah. Just I see this one other country the same this one. Sorry. Another country. Speak more slowly. I cannot speak English. Another country. Country. Hokano okuni. Yeah. Have this one the same. Onaji. Niteru desu ne. Hoka no country. Hoka no okuni. Chotto kono butsu niteru. Zanai. Satsuei suru no kana? Kore kara chotto mizumaki shinakya nanai desu yo ne. Kokkara sochi mukatte iku nde. Kokkara sochi nara ii desu kedo. Koko kara butsu ra jo. Koko kara mukou nara ii desu kedo. Hai, arigatou gozaimasu. Dai. お、今そこにやってもらえる?いや、そこちょっとまずいかもしれない。ここからだね。風が強くて、かなりの面積で散ると思うんですよ。いや、はい、わかりました。あとで。はい。Come from? I'm come from Vietnam. Vietnam. Yeah. Do you know have a buha, buha, the big buha? Buha, Where this one? This have a name, Buha? Daibutsu? Daibutsu desu ne. あ、そこか。あれあれ。何時までですか? What time are there cloud?You know? Do you know Nara? Nara, yeah, I Nara, know. Nara have the same. Daibutsu. Yeah. Kore? Do you know Nara Daibutsu nearly
object. Yeah, I know Naha Daibutsu. Yeah. Just so I'm come there and the after, after that, cô cứ được cả. Yeah, đi thôi. Ô cô đây, cô đây đã rồi. À bên này. Ê, đâu? Chút tôi à, số cô đi mà. Oh, đây bắt đầu họ tưới nước nè, họ tưới nước nè. À, bây giờ mình đi vào trong cái tượng Phật, đối diện qua cái này là cái tượng Phật, cái đầu các bạn thấy không? Đấy, cái đầu tượng Phật nó lo lên đây không? Đó, đầu tượng Phật. Bây giờ để người ta tưới nước cái đã, mình chạy vào trong kia mình coi cái tượng nào. Đó, oh, thấy người ta tưới chưa? Đó. Ô, oh, mát vãi, nước bay ngược về. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ đi vào trong cái bên trong cái tượng Phật nha. Đấy, ở kia là cái đầu kìa, cái đầu cao chưa? Coi bên trong có gì nè, hấp dẫn không nè. Bây giờ như là 4 giờ đóng cửa ấy, cho nên là phải đi nhanh nhanh ra. Ở đây có một cái công viên rất là rộng, các bạn có thể đậu xe thoải mái ở trong đây. Công viên ở đây khá là rộng. Đấy, ở đây thì họ đang trồng các cái công viên, các công viên cho mình đi đi tham quan nè. Công viên trong đây. Phía bên đối diện bên kia sẽ là một cái nghĩa địa rất là lớn. Có thể nói đây là một cái nghĩa địa mà có cái kiến trúc sư nổi tiếng ở bên nên châu Âu á, mình cũng nghe qua một số thông tin được cập nhật vậy. Thì họ đã xây từ cái năm mình tổ chức đại hội Olympic, đại hội mùa đông ở Hokkaido nè. Cho nên họ cũng xây cái nghĩa địa không biết để làm gì. Nhưng mà là được một kỹ sư nổi tiếng người châu Âu làm nên. Ok, giờ chúng ta sẽ nhanh đi qua cái tượng Phật. Từ đây các bạn, từ cái chỗ bãi gửi xe các bạn đi bộ ra khoảng 15 khoảng 5 phút. Đi bộ ra khoảng 5 phút để các bạn tới được cái tượng Phật ở trong cái tòa nhà đó. Đấy. Phía bên ngoài đường vào thì chắc các bạn sẽ thấy mấy chục cái bức tượng như lúc nãy đó mình đi qua. Đấy. Thì bây giờ bắt đầu là mình đi vào coi ở trong nó có những cái gì nha. Rồi. Ok, đây là cái đường đi vào nè. Đó, đây là cái đường đi vào lớn. Bây giờ mình sẽ đi vào ở trong đây. Ngoài cái đường đi vào phía bên tay phải thì kia sẽ có những cái tượng và gọi là gì? Hồi nãy ông kêu nói là gì quên rồi. Quên mẹ. Nhưng thôi, cứ tiếp tục đi. Đi vô cái tượng Phật này chụp hình đã rồi, tiếp. Đấy, ở trên đầu thì xây cái trên cái đồi á, họ lắp đất lên. Đấy, trên cái đồi chính diện này họ lắp cái đất lên, họ lắp đất lên xong rồi cho cái đầu Phật nó lò lên trên. Thì nó mô tả lại một cái bức tượng rất lớn ở Nara, y chang cái thế ngồi luôn. Đấy, thì bây giờ mình đi vào sẽ phải đi xuyên qua một con sông này lội xuống. Các bạn thấy nước ở trên không? Đó, nhảy qua nhảy qua không được thì đi bộ qua này. Sao mày đi kiểu gì? Sukoka ra. Rồi, đeo cái khẩu trang vào. Đây có cái chỗ mình bơi qua không được. Bơi qua hơi khó. Nước này khoảng 2 mét. Từ cái chỗ này đi khoảng 2 mét nè. Các bạn đợi không được đâu. Khi đi vào cổng các bạn có trái thì sẽ có một cái nhà vệ sinh bán trái kem nè. Kem mà đặc biệt ở Sapporo và chỗ nào cũng bán kem tươi hết các bạn. Nhìn mê mẩn luôn. Rồi, tiếp tục đi vào. Yeah. Nước nhìn mát rượi. Yeah. Nếu mà được tắm thôi, 1 mét là dư sức rồi, bơi xuống rồi. Đấy, giờ bắt đầu tiến sâu vào trong thể tượng. Trên đây là đồi hoa lavender. Trên đây là đồi hoa lavender. Lavender ở trên.
chỗ tượng này phía bên phải thì các bạn sẽ thấy một cái chỗ nơi để viết các thư ở đấy, để đặt ở đấy, để gửi gắm lại ông bà bên Phật ấy, gửi gắm lại đó đấy, hoặc là những cái điều không may mắn, những điều không may mắn các bạn sẽ viết để lại đây đấy, mua cái này, bốc thăm cái quẻ bói này, xong rồi 200-300 yên gì đấy cho người ta, nó có định giá sẵn rồi nè, xong cái treo lên đây đấy, cầu nguyện cho vào đây, cái điều không may mắn mà bốc được thì quăng vào đây đấy, để người ta đỡ cho, đỡ đòn thôi. Chính diện thì chính diện đây, chính diện mình thì đây là tượng Phật ở Nara mô phỏng đó, giờ đi một vòng xung quanh rồi có gì nha, phía xung quanh, phía đằng sau, phía đằng sau ở dưới này có mấy cái học thì có những cái tượng Phật. Ở đây có, ở đây có 3 tượng Phật nè, xong rồi tiếp tục đi qua đây nè, đây y chang mà, y chang cũng ba cái thì mình cũng không rõ đây là Phật gì, nhưng mà là xung quanh Phật rất nhiều. Đây có Phật không có đầu nè, đấy, nói sai nói xạo các bạn kêu xạo chó, đây là Phật không đầu đó. Phật không đầu, đây cũng Phật không đầu đó. Yeah. Rồi tiếp tục qua đây, ở đây là giống đường tăng, tường tăng đội nón đội nắng giống đường tăng đấy, bên này một Phật đang đứng, cái này cũng Phật lớn tuổi đang đứng, bên kia Phật trẻ hơn, da mặt nhăn hết là tôi biết lớn tuổi rồi đó. Rồi quay ngược ra, xong qua cái bức tường thì nó ở trong góc đấy, còn quay ngược ra thì một vòng quanh đi qua đây đó, cũng vậy chưa. Ok rồi, lúc vô mà phía bên trái thì chúng ta sẽ có những cây nến, những cây nến này, những cây này chúng ta sẽ có thể cầu nguyện, mua và cầu nguyện cho họ đó. Đây là gì, nến. Đây, đây là, đây là xung quanh của tượng Phật này. Xung quanh tượng Phật ngồi trên đài sen đấy. Vì là ngồi cúi về dưới cho nên chúng ta không thể nào thấy được đầu phía từ phía sau lưng nha. Đó, đấy một vòng. Bây giờ ngay sau lưng mình thì là một cái thảm đỏ có ghế ngồi cầu nguyện, rồi ngoài kia là đường đi vào, hai bên là bên đây vậy thôi đó. Đấy, khi đi vào thì các bạn cũng có một cái Takino Flower nổi tiếng ở đây. Đấy, người ta sẽ mở cửa tới 4 giờ thôi. Đây, Takino Flower Machi. Đấy, thì hôm nay thì người ta có vẻ đóng cửa rồi, không vào được nữa. Đó. Phía đằng sau thì các bạn có một cái công viên như lúc nãy, nhưng hôm nay mình chưa đi. Đấy. Chỗ này khá đẹp, quá trời trời hoa luôn, trông cũng đẹp đẹp xinh 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 xắn nữa không. Ok, cái vườn hoa thì mình không đi vô sâu làm gì nữa,
Đấy, vườn hoa thì có mấy cái clip vườn hoa mình chia sẻ rồi, nhiều hoa đẹp hơn. Ở đây thì mình chỉ đi sơ qua cái tượng Phật. Ok, hiện vừa xong thì mình đi vào cái tượng Phật phía bên tay trái các bạn. Đây bãi đổ xe. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra một cái hòn đá có tên là Stonehenge.